Rồi. Sau đây bạn Tí Hon sẽ hát cho chúng ta nghe một bài hát. Cô rể nó làm gì đó? Tại đây, tại đây chưa? Chị Phương ở đâu là thầy? Phương chạy đi em. À. Chạy đi chắc là mua được. Cô rể ơi, hát bài nghe cô rể. Cũng vui chứ hả? Cô rể đồ cô rể chuẩn bị đón vô thừa đâu cô rể? Đâu? Ồ, cô rể leo lên bờ. Mất lịch sự quá. Đi qua đây, mặc lại cho. Đừng đi rồi, mặc lại. Đồ chuẩn bị đón vô thừa đó thầy. Ồ, thầy cương rất là chu đáo. Ủa dạ rồi, cái bộ đồ này, cái quần này không vừa. Làm sao mà cho vừa cái quần này? Quần này đi đón Tết mà to quá. Chắc phải tìm cái bộ đồ nào cho nó vừa xí. Cơ thể là thích mặc quần riêng các bạn. Thích mặc quần riêng. À. Không biết điều đó. À, từ từ. Đây này, sẵn cái tay này lên này. Ngã chết rồi, ông nó. Ông xì xì à. Gì nhỏ xì xì. Ngón chân à. Ờ đừng đụng qua. Cái này tối nay bán phu hoa là rể sẽ đi cùng với thầy Cương đi đón phu hoa, nhưng mà cà rể ngủ chưa, tối nay đừng có 12 giờ là ngủ mất rồi. À, suốt từ trưa tắm chưa? Tắm rồi.